Chào mừng quý khán giả đã trở lại với phần 2 của chương trình Thân Khỏe Tâm An cùng với Ngọc Khanh và bác sĩ Nguyễn Bắc Khanh trong một cái đề tài về bệnh tim. Kính thưa bác sĩ, trong phần 1 thì chúng ta đã nói nhiều thứ về cái vấn đề tại sao nên đến gặp bác sĩ gia đình khi mà chúng ta nghĩ rằng là mình có tình trạng kiệt sức có thể liên quan tới tim. Và bác sĩ cũng đã nói được hai cái căn bệnh về tim rồi. Là cái thứ nhất là loạn nhịp tim vì cái hệ thống điện bị rối loạn. Cái thứ nhì là mình nói là chính mạch máu của trái tim mình nó, để mà nó nuôi dưỡng trái tim mình á, là cái coronary artery đó nó bị nghẽn vì atherosclerosis là mỡ đóng thành mạch máu. Cho nên đó là những người bị tiểu đường cá máu cơ mỡ thì hay bị hư cái mạch máu. Thì trường hợp đó thì khi đo điện tâm đồ cũng thấy được đó, thì cái đó là thì nên mình lúc đầu tiên mình kể cho quý vị đó là cái đau tim đó đó quý vị có thể khẳng định được bằng một cách. Tại vì trái tim quý vị đó, nếu mà trong cái giai đoạn đầu mà quý vị bị atherosclerosis là mạch máu nó bị nghẽn ít thôi, chứ không nghẽn nhiều, nhưng mà cũng có đủ để mà có cái thiệt hại cho trái tim, thì quý vị có thể cảm thấy tức ngực. Có thể là tại vì khi mà quý vị vận động, quý vị đang làm việc, quý vị đang đi bộ, quý vị đang trèo thang, quý vị đang dùng sức, đang dùng cái sức lực của mình, đang đào cây làm vườn hay đang dùng sức đi, thì quý vị đang dùng sức á, thì trái tim quý vị nó bắt buộc nó phải làm việc mạnh hơn, làm việc đánh co thắt mạnh hơn, nhanh hơn. Thì lúc mà cái tim quý vị đang làm việc và phải dùng sức á, thì nó cần cái sự tiếp tế của máu cho chính bản thân trái tim nhiều hơn và nhanh hơn. Thì trong trường hợp đó quý vị sẽ bị tức ngực. Thì quý vị có thể khẳng định được là quý vị mà ngồi không một chỗ không có chuyện gì xảy ra hết, nhưng mà quý vị mà cứ đi khoảng một block đường hay là trèo thang hay là bế cháu đi chơi hay là đang bắt đầu đứng xúc đất trồng cây đi, bắt đầu thấy tức ngực, đó là cái hiện tượng của tim. Tại vì mình đang dùng sức mà ta thấy tức ngực mà nó mệt. Đó là một cách để quý vị khẳng định. Nghĩa là khi mà mình đang bắt đầu dùng cái sức mà mình thấy có bắt đầu khó tức ngực, có khó thở, là cái đó là mình nên phải đi trao đổi với bác sĩ của mình rồi. Để là mình được chăm sóc cái vấn đề về tim, hoặc là phải đi thêm những cái thử nghiệm khác. Nó là như vậy. Hoặc là có một số người họ bị gọi là bị suy tim. Suy tim đó là cái cơ bắp của cái trái tim quý vị đó, một đó là nó to quá, nó bị dày lên, hai là nó bị mỏng, nó yếu quá, nó bị phình, nó to ra. Thì cái tim của quý vị đó bình thường nó có cái sự co thắt như là một cái cường độ, nó phải đủ một cái sức mạnh đi để nó mới bóp cái máu, nó mới đưa ra ngoài được. Nhưng mà nếu mà nó yếu, nó không bóp được cái máu, nó không được đi, những cái máu chị quý vị nó không đi đâu hết á, thì nó gọi là suy tim. Thì cái máu nó bị đọng lại, nó bị ở lại trong trái tim, nó không bơm lên đâu hết. Thì cái máu đó nó không bơm lên đầu quý vị nữa, quý vị cũng bị chóng mặt, cũng bị mệt, cũng bị kiệt sức. Nhưng mà cái đó thì thường thường nó sẽ đi với thường thường thôi quý vị, chứ không có nhất định là hai cái chân nó bị sưng ra, nó phù ra, bị thủng. Nhưng mà có những trường hợp suy tim mà chân tay không có sưng, nhưng mà đa số là nó có sưng. Nhưng mà thí dụ mình không có được chữa trị hay là mình không có được chẩn đoán, nhiều bệnh nhân mà thấy tay chân ở sưng thì họ lại nghĩ họ bị bệnh thận. Tại vì có nhiều bệnh nó sẽ có cái triệu trùng hợp, đúng không? Đúng rồi. Thận cũng có, phổi cũng có, gan cũng có. Quý vị mà bị xơ gan, chai gan nó cũng sưng chân nữa. Cho nên đó là những cái câu hỏi các bác sĩ cần phải đặt ra, phải thử tất cả những cái đó. Thì nếu mà không, mình cứ nghĩ là tim, cứ chạy cho bác sĩ tim, nhưng mà mình nghĩ không phải là tim, nó là gan, nó là thận, là cái khác thì làm sao? Đó, thưa quý vị, cho nên là trở lại vấn đề là khi bệnh nhân bị mệt, bị kiệt sức thì bác sĩ nghĩ gì về cái trái tim? Tuy nhiên đó là cũng phải nghĩ tất cả bộ phận khác nữa. Nhưng mà bây giờ mình đang nói về tim thôi. Đó thì là mình sẽ đặt các vấn đề là về tim là điện tâm đồ thất thường vì thất nhịp. Nhưng mà nếu mà quên nói một điều thưa quý vị, mà khi tim thất nhịp mà bác sĩ đo EKG là đo điện tâm đồ đó, thì quý vị nhớ là điện tâm đồ đó như là cái máy chụp ảnh ấy, mình chỉ chụp một tấm hình tích tắc trong cái giây phút đó thôi, trong cái giây đó thì đúng hơn. Cho nên đó, mình không có thể biết được là 5 phút trước như thế nào hay là vài phút sau như thế nào. Nên đôi khi các bác sĩ gia đình, cũng nhiều người có bác sĩ gia đình, bác sĩ tim thì chắc chắn là có rồi. Cái máy nó gọi là cái Holter, là quý vị giống như quý vị đo điện tâm đồ đó, một cái máy nhỏ chút xíu là cái điện thoại, cái phone của mình á, nó có 3-4 sợi dây, nó quý vị đeo trên người 24 tiếng, các người 72 tiếng, nó có loại đeo lâu hơn nữa. Thì cái đó là nó đo cái tim quý vị từng giây một, cho 24/24 luôn, cho nguyên cái giai đoạn của 24 tiếng đó. Thì khi quý vị đo xong rồi nó thì có cái computer chip quý vị, mình về mình cắm một cái computer của mình,
và tất cả những cái đó nó sẽ ra hết trong 24 tiếng đó. Thì dùng cái computer software họ sẽ thấy được, cái máy nó sẽ tìm cho mình, nó dò cho mình những cái điểm thất thường. Thì đôi khi mình hy vọng trong những cái giây phút đó có thể bắt được cái bệnh về loạn nhịp tim mà bình thường không thấy được. Tại vì đo EKG thì cũng không ra. Đúng rồi. Ngọc Khanh thấy bệnh nhân về, họ chia sẻ là họ đi văn phòng bác sĩ về tim. Thì văn phòng này họ nói là người bệnh nhân phải mang cái máy đo tim 5 ngày. Nhưng mà cái máy đo tim bị dán ngay trước ngực vậy nè. Không có dây nhợ gì hết, nó rất là hiện đại. Chỉ có điều là người bệnh nhân than phiền là nó ngứa. 5 ngày trời không có được tắm, nó ngứa cái chỗ cái vùng da bị dán băng keo đó. Và sau đó thì mình mail nguyên cái kết quả đó về cái văn phòng bác sĩ đó, hoặc mình đi drop cái đó thôi. Nhưng mà cái mình nói tiện ở đây á, là bác sĩ nghĩ đi, đeo 5 ngày mà dây nhợ nó sẽ rất là vướng đi. Mà cái này nó không cần dây nhợ gì hết, chỉ dán trực tiếp lên thôi. Và người bệnh nhân sẽ phải ngồi ở trên cái máy chạy trong lúc vẫn đeo cái dây này. Thì Ngọc Khanh thấy là cái đáng mừng là với cái kỹ thuật ngày càng hiện đại. Thì cái máy mà Holter để mà bắt được cái nhịp tim trong cái lúc rối nhịp đó, là cái đó là quá hay. Quá hay ha. Thì thường thường những cái mà một ngày thì chắc là người ta vẫn đeo cái dây. Nhưng mà cái gì mà đeo 5 ngày hay là đeo lâu hơn đó, hay là có cái cả tháng, như trước bác sĩ đen có nói đó, có cái đeo đến cả năm. Cho nên là họ đặt implant trong dưới cái da mình luôn, cắt để cái đó vô để họ đo cho mình. Thưa quý vị, thì có nhiều phương pháp đo, nhưng mà đôi khi mình đo cái điện tâm đồ trong phòng mạch chưa chắc là nó ra. Nên đôi khi lại phải có cái phương pháp đó. Và tùy theo cái như mình nói hồi nãy với quý vị đó, nếu mà mình cảm thấy nghi là cái này là tim thật sự thì phải làm những cái angiogram, phải vô bệnh viện đưa cái phẩm vô tay hoặc là cái háng mình đưa lên cái mạch máu tim, mình sẽ nhìn được tất cả cái mạch máu nó có chỗ nào bị nghẽn, bị thiệt hại hay không. Đó đóng stent hoặc là mổ tùy theo. Và theo bác sĩ thì nói về các bệnh về tim đó, thường thường mà bệnh nhân mà lại nói với bác sĩ là tôi thấy tim tôi nó nhói đau. Thì mình sẽ làm như thế nào hả? Đó thì là nhói đau là thứ nhất, mình sẽ hỏi những câu hỏi đó. Quý vị đang ngồi không, nó có nhói hay không? Quý vị đang làm việc, đang vận động, nó có nhói hay không? Tại vì nếu mà quý vị mà vận động mà nó nhói thì mình đã nghi về tim. Nếu mà quý vị mà ngồi không mà cũng bị y hệt như vậy, cái đó là còn nguy hiểm hơn nữa, tại vì mình đã không vận động nó đau rồi. Muốn chỉ là mình vận động. Cho nên cái đó là thường thường khẩn cấp hơn. Đó. Và mình sẽ đo tim. Và khi cái đo tim đó mà không thấy gì thì mình cũng vẫn phải thử máu. Tại vì những cái coi những cái thiệt hại khác như thế nào, coi về gan, coi về thận. Và đồng thời đôi khi phải chụp hình phổi, coi cái có bị bệnh phổi hay không. Thì đa số những người bệnh nhân tim cũng có tiểu sử hút thuốc lá, nếu mà là nhiều phái nam có hay hút thuốc lá. Cho nên là mình phải coi về cái phổi, coi nó có bị gì hay không, từ tim với phổi đi với nhau. Và đồng thời cũng phải hỏi về bao tử. Tại vì cái bao tử là heartburn mà quý vị nãy giờ đó, là bao tử nó cũng liên quan đến cái tim. Cho nên nó có sự kết nối hết. Hay là đau cái tuyến tị tạng là pancreatitis, ăn vô có đau hay không? Nếu ăn vô mà đau thì tuyến tị tạng, là tuyến tị tạng vì nó làm việc. Hoặc là túi mật, tất cả nó hơi cũng sát nhau đúng quý vị, không có xa nhau đâu. Bệnh nhân nói rằng là tim tôi đập thất thường. Và có nhiều vị thì nói là có thể cái này là hồi hộp. Có nhiều cái đó. Thưa quý vị, còn nếu mà quý vị nào mà bệnh nhân của mình thì cũng biết là những phái nam trên 65 tuổi, thường thường là đàn ông, đàn bà cũng có mà hiếm lắm, đàn ông bị cái bệnh gọi là aortic aneurysm. Cho nên đó là bảo hiểm Medicare họ yêu cầu có cái vị nào mà 65 trở lên đàn ông mà có tiểu sử thuốc lá nữa, nhất là như vậy á, thì cái chủ mạch của quý vị là cái aorta, từ cái trái tim quý vị có hai cái động mạch lớn, nó đi xuống bụng, bằng cái đi lên đầu. Thì cái đi xuống bụng quý vị đôi khi nó bị phình ra, nó bị căng ra, nó gọi là AAA, aortic aneurysm. Thì cái đó nếu mình phát hiện sớm thì bình thường nó khoảng 2 tới 2.5 cm thôi. Bắt đầu nó hơn cái mức đó là nó bị phình rồi. Là cứ phải theo dõi và phải gặp bác sĩ về mạch máu. Như có thể họ sẽ làm cái stent cho cái aorta, là cái chủ mạch đó. Mà nó cũng đau vào cái khu này, đôi khi nó đau cơ lưng. Đó thì đó là những cái mình cần phải nghĩ tới. Và thưa bác sĩ, thường thường mình sẽ có lời khuyên gì cho những người bệnh nhân biết là bị bệnh tim? Thì những cái lời khuyên của mình đó là nếu mà mình biết mình bị bệnh tim thì tất nhiên đã gặp các bác sĩ tim rồi, mình đã nghi vấn rồi. Nhưng mà có những người mà mình nghi mình bị về tim á, thì nên gặp bác sĩ của mình. Và thì mỗi một bác sĩ thì cũng có những cái mà họ cảm thấy họ rất là quen thuộc và họ rất là giỏi về cái đó. Còn có hay là có những cái thiết bị mà về tim. Còn nếu mà mình không có, hoặc là mình cảm thấy không có comfortable, hoặc là cái đó không, cái chuyện mình không ít khi mình đưa tới, mình mà nghi là tim phải chuyển bác sĩ tim lên để cho họ họ làm cho mình.
đỡ mất thời gian. Còn nếu một người chưa có bao giờ bị bệnh tim, thì để mà ngăn ngừa những cái căn bệnh tim mà bác sĩ nghĩ rằng là nếu mà họ theo dõi điều đặn hay là có cái nếp sống sinh hoạt lành mạnh thì sẽ có thể ngăn ngừa được những căn bệnh tim đó. Vâng, thì thưa quý vị, thì cái ngăn ngừa bệnh tim là cái mong mỏi của tất cả mọi người. Thì những theo thống kê thì là những người bị tiểu đường nè, thì cái đường phải thật là tốt, vì cái đường nó làm cho nó phá đi cái mạch máu và thần kinh của quý vị, từ trong tim, trong mạch tới mắt, tới mũi, tới chân, tới tay, là cái thận là ai cũng biết rồi. Cái thứ hai đó là cái nếu mà quý vị bị cao mỡ, cholesterol cao, thì mỡ, như mình nói nãy giờ đó quý vị, là mỡ nó đóng một thành mạch máu và nó làm nghẽn và kín đi mạch máu của cái tim của mình. Và đôi khi chính cái mỡ đó nó bị lão hóa, là nó cái mỡ nằm trong tim mình nó phải của nó không có phải tự nhiên nữa, nó bám vào thôi. Thì những cái gì nó bám vô thì nó cũng có thời điểm nó cũng phải chết đi thôi. Thì khi nó chết đi nó văng ra, nó trôi theo mạch máu quý vị, nó lên não, thì quý vị có thể bị tai biến, bị stroke. Cho nên là cholesterol atherosclerosis là vừa bị đau tim mà có thể là bị stroke nữa. Và cái thứ ba là quý vị bị bệnh tăng xông, cao áp huyết. Thì cái tăng xông của mình bình thường tốt nhất đó, vẫn là phải dưới 120. Mình có biết là có nhiều bệnh nhân nói là ô, tôi lớn tuổi chắc cũng không có sao. Sự thật quý vị, có sao quý vị chứ không có sao đâu, nó có sao. Mình vẫn muốn nó dưới 120. Nhưng đôi khi những cái thuốc quý vị uống nó có cái hạn chế, có thể không có cách nào kéo nó xuống được dưới 120. Nhưng mà nếu mà xuống được dưới 120 thì vẫn làm. Tại vì cái đó là quý vị, mỗi lần mà cái nhịp tim mà quý vị nó co thắt một cái đó, nó tạo cái nhịp, thì quý vị có thể nghe được cái mạch của quý vị ở tay hay ở cổ, các nơi đó, là tại vì nó xuất phát từ trái tim của mình. Và như là cái vòi nước mà quý vị hất một cái nó cứ tới thành cái wave như này nè. Thì cái mạch máu quý vị đó là nó đập nhịp tim nó bị căng ra một cái, nó lại xẹp lại, nó căng nó lại xẹp lại. Thì mà khi bị tăng xông mà cao áp huyết á, thì khi mà cái mạch máu quý vị nó căng ra đó, thì nó bị rách ở bên trong. Những cái rẽ nó rách ở bên trong, thì những cái vết rách đó đó, nó sẽ những cái mỡ trong quý vị thì nó sẽ rách vào những cái chỗ đó. Và đó là những cái chỗ tạo điểm cho mỡ bám vào trong cái thành mạch máu. Cho nên tăng xông cũng là nguy hiểm. Đó, cái tiếp tục là nếu mình có hút thuốc lá, thì những cái chất độc thuốc lá nó vô nó phá cái mạch đó nữa, đường nó vô nó phá cái mạch này nữa, đường phá, áp huyết phá, cao mỡ cũng phá, sống bởi mình phải sống lành mạnh. Thì để mình giảm đi các nguy cơ quý vị, cuối cùng chỉ là giảm đi nguy cơ thôi quý vị, tại vì không có cái gì là 100%. Quý vị, mình biết thì dù mình không có bệnh tiểu đường, không có cao mỡ, không có cao máu, nhưng mình vẫn nên giữ lành mạnh như vậy để mình tránh cái trường hợp đó. Tại vì theo quy luật của tự nhiên là cơ thể của mình sẽ bị lão hóa rồi nè. Là mạch máu cứ càng về sau thì từ từ cái mức độ lão hóa nó tăng lên, là mạch máu đã không có còn độ đàn hồi tốt rồi. Rồi mình lại thêm bệnh lên. Thì nó tạo thêm cái áp lực và những cái điều không có hay cho mạch máu. Và trái tim của chúng ta thì nó gọi là càng lớn tuổi nó sẽ càng mong manh hơn, phải không thưa bác sĩ? Đó thì mình phương quý vị, tất nhiên là cũng phải thử máu cho những cái bệnh về tuyến giáp, thyroid, những người bị cường giáp hay suy giáp cũng bị ảnh hưởng tới tim, bệnh về hormone cũng vậy. Kính thưa quý khán giả, bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh có một cái kênh YouTube là Bác sĩ Bảo Khanh USA. Có nghĩa là trên cái kênh YouTube đó, mình đi lên YouTube mình đánh chữ Bác sĩ Bảo Khanh USA không có dấu, thì chúng ta sẽ thấy cái kênh mà bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh làm rất là chi tiết về các đề tài về sức khỏe để mà quý vị có thể tham khảo thêm. Và vào đó mình để cái comment về những cái đề tài mình muốn bác sĩ chia sẻ. Cuối cùng thì cho Ngọc Khanh nhắc lại là tất cả những chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh là chỉ mang tính tham khảo, không dùng cho mục đích tự chữa trị. Gần đây thì bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh thấy được có nhiều cái kênh YouTube cắt copy nội dung của bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh trên cái kênh YouTube của bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh để mà làm cho những cái mục đích thương mại buôn bán, mà trong khi bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh không bao giờ bán bất cứ một loại thuốc nào hết. Cho nên Ngọc Khanh nhắc lại là nếu quý vị thấy bất cứ một cái đoạn phim nào mà thấy bác sĩ nói chuyện xong rồi nói là bán một cái thuốc gì đó, có nghĩa là cái đoạn phim đã bị cắt ghép, và cái điều đó là không có phải là mục đích mà bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh thực hiện những cái đề tài về sức khỏe. Khi mà chúng tôi thực hiện những đề tài này thì tất cả đều là cái thời gian mà chúng tôi, bác sĩ cũng như Ngọc Khanh, là mình volunteer cho những cái chương trình này để mà chia sẻ kiến thức cho cộng đồng nhằm giúp gia tăng cái kiến thức về sức khỏe, đúng không thưa bác sĩ? Xin được gửi lời chúc sức khỏe cho tất cả quý khán giả, gửi một niềm lành đến quý vị, và rất mong được gặp lại quý vị trong tất cả những chương trình về sau.